Ok, hôm nay là mới đổi cái xe này. Đấy, cái xe này xe Land Cruiser. Đấy, Highlander, quên Highlander. Xe chất cho đi lên đường này. Hồi đó thì xe chất để làm nhà, giờ coi như là không làm nhà nữa thôi. Đổi cái xe nhỏ để chạy. Cũng ok thôi, mà cái giờ cũng mới tin luôn. Ok, rồi đó. Rồi nè. Ở đây xong xuôi, ok rồi đây. Đây, của cái xe của setup thì cũng như cái kia thôi. Đây có chẳng hạn, đây chẳng hạn rồi. Cầu xin Chúa mẹ Maria phù trợ cho cũng nuôi hai con chó nữa. Nghe lời con giá thì đâu cũng quên rồi, chưa gắn con giá thì quên nữa, con giá thì chưa từng quên bạn rồi. Ok rồi, ok đi. Đọc kinh đi ha, đọc kinh ba kinh. Thật sự cái ba kinh này hồi xưa còn nhỏ, cô Chiên cô nói cái kia mà con ráng mỗi ngày còn đọc ba kinh thôi, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh. Thì đến hôm nay mua cái xe mới này, ok cô cũng đọc lời dạy của cô Chiên bên Úc. Kinh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện sanh ra cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you.